Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với phần 7.4.2. Lần này chúng ta cũng nói về một cái mạch điện thứ hai liên quan đến layout related circuit, và mạch này có tên là reducer vector circuit. Cái mạch số 1 là reducer circuit và cái mạch này thì thêm chữ vector. Và nó khác nhau cái gì? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái hình. Cái mạch reducer vector khác với mạch reducer là số lượng ngõ ra bây giờ bằng số lượng ngõ vào. Và nó cũng thực hiện hàm xò gần giống như mạch trước. Rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy được có 8 ngõ ra. Thì cái phương trình được xây dựng như thế nào? Rồi thì ngõ ra Y0 sẽ bằng A0. Ngõ ra Y1 bằng A1 so A0. Ngõ ra Y2 bằng A2 so A1 so A0. Ngõ ra A3 bằng A3 so cho đến A0. Ngõ ra Y4 bằng A4 so với A3 so cho đến A0. Tương tự như vậy thì ngõ ra Y7 bằng A7 so với A6 vân vân so cho đến A0. Và như vậy thì cái mạch reducer này chúng ta khác với mạch reducer vector circuit, khác với mạch reducer ở chỗ thì chúng ta có rất nhiều ngõ ra từ A0 đến A7. Còn reducer circuit thì chúng ta chỉ có một ngõ ra Y, chính là ngõ ra Y7. Còn cái này nó thêm Y0 đến Y6 nữa. Như vậy số lượng ngõ ra nhiều hơn. Rồi thì chúng ta đã mô tả xong cái mạch reducer vector. Chúng ta biết được mối quan hệ giữa ngõ ra Y theo ngõ vào A. Và trong trường hợp này là reducer vector 8 bit. Rồi thì chúng ta sẽ đi thiết kế cái mạch này một cách trực tiếp. A straightforward design Y. Rồi. Chúng ta khai báo entity reducer vector. A là ngõ vào 8 bit, Y là ngõ ra cũng 8 bit. Và phần kiến trúc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mô tả lệnh. Thì dựa vào các phương trình ngõ ra hồi nãy thì chúng ta sẽ thực hiện các lệnh gán thôi. Y0 bằng A0, rất là đơn giản. Y1 bằng A1 so A0. Như vậy chúng ta đã viết dựa vào phương trình. Tương tự cho Y2 bằng A2 so đến A0. Y3 bằng A3 so cho đến A0, vân vân. Như vậy thì chúng ta có 8 phương trình từ Y0 đến Y7 chúng ta viết đầy đủ. Và như vậy thì cách viết đầu tiên này chúng ta đã dựa vào phương trình của các ngõ ra. Rồi thì để cho các bạn nhìn thấy đây là các phương trình tôi đã trình chiếu lại. A0, A1 tương ứng. A2, A3 tương ứng. A4, A5 tương ứng. Và dĩ nhiên A6, A7 nữa tôi không có trình bày ra ở đây. Rồi thì chương trình mô tả trực tiếp đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? The circuit of this cohesion. Cái sơ đồ mạch điện cho cái chương trình vừa rồi. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ mạch điện của cái chương trình vừa được trình bày. Đây là Y0 chính bằng A0. Y1 bằng A0 so với A1. Tương tự như vậy. Rồi. Và với cái mạch reducer vector này thì số cổng so theo cách viết vừa rồi thì số cổng so chúng ta sử dụng là 28 cổng so. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ biết được thời gian trễ lớn nhất là qua 7 cổng so, số tài nguyên sử dụng và thời gian trễ. Rồi thì với cái hình vừa rồi nó to quá các bạn khó nhìn thì tôi có thể cho các bạn nhìn thấy lại bằng cách tôi chia nó ra từng phần. Như vậy thì Y0 đây, Y1 bằng A0 so A1 tương tự, Y2 bằng A0 so A1 so A2 và Y7 bằng A0 so A1 so A2 so cho đến A7. Rồi thì bạn đã nhìn thấy rõ hơn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cải tiến cái mạch này. Rewrite the code. Chúng ta viết lại cái chương trình này. Và chúng ta sử dụng một cái tín hiệu trung gian ở bên trong B. Như đã đề cập ở cuối phần 7.4.1. Rồi thì chương trình được viết lại như thế nào? Và các bạn sẽ thấy phần
entity thì chúng ta sử dụng chung. Chúng ta khai báo một cái tín hiệu trung gian là bi 8 bit 7 đầu tu 0. Rồi thì chúng ta viết bình thường A0 bằng B0, A gắn cho B0, B0 so với A1 gắn cho B1, vân vân. Cho đến B7 bằng B6 so với A7. Và nó khác biệt so với reducer là chúng ta lấy nguyên cả tín hiệu B 8 bit chúng ta gắn cho tín hiệu Y. Và vì dùng tín hiệu trung gian cho nên cái mạch điện hay cái sơ đồ khái niệm chúng ta vẽ lại. Đây là sơ đồ khái niệm tương ứng với cái cách viết này. Thì cái tài nguyên giảm đi một cách đáng kể, chỉ còn lại 7 cổng logic mà thôi. Và sự khác biệt so với cái mạch reducer ban đầu là tín hiệu B sẽ gắn cho Y. B là 8 bit. Đây, 8 bit. Và với sự cải tiến này, dùng tín hiệu trung gian bi này, thì chúng ta thấy rằng mạch điện chỉ còn lại 7 cổng sò. 7 cổng sò. So với cách viết ban đầu dùng tới 28 cổng sò. Rồi. Và cũng như trình bày thì đây là cái đoạn code chúng ta viết với hằng số ngoài. Thay cái hằng số ngoài vào trong biểu thức để thay đổi cho dễ. Thì cái này nói thêm. Rồi bây giờ chúng ta đi tính toán thời gian trễ. Thì với cái mạch mà dùng tín hiệu trung gian thì thời gian trễ cũng trải qua 7 cổng logic. Giống như là mạch reducer. Và như vậy thì với sự cải tiến thứ nhất này, chúng ta đã giảm tài nguyên từ 28 cổng xuống còn 7 cổng. Nhưng thời gian trễ cũng rất là lớn. Và bây giờ chúng ta lại thay đổi chương trình một lần nữa. Và chúng ta thay đổi như thế nào? Thì chúng ta viết như sau. Chúng ta sẽ nhóm lại thành từng cụm. Đây. Chúng ta khai báo các tín hiệu B10, B23, B4, 5, B6, 7. Như vậy chúng ta nhóm 4 cái nhóm đầu tiên. B10, B23 nhóm lại từng cặp. B4, 5, B6, 7. Sau đó chúng ta lại nhóm các cặp này lại. B01, 23, B4, 5, 6 và B4, 5, 6, 7. Và chúng ta nhóm tiếp lại. Đây là lệnh của cấp đầu tiên, lệnh của cấp thứ hai tương ứng. Rồi chúng ta lại tiếp tục lấy y A0 gắn cho Y0. Rồi Y1 chính là bằng B01, Y2 bằng B012, Y3 chính là bằng B0123. Rồi Y4 chúng ta so với lấy tín hiệu B0123 so với A4. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết toàn bộ chương trình. Như vậy đây là cách cải tiến thứ hai. So với cách cải tiến cách đầu, cách cải tiến thứ nhất và cách cải tiến thứ hai. Và với cách cải tiến này thì chúng ta thấy như thế nào? Thứ nhất là về thời gian trễ. Thì với cái mạch điện này thì thời gian trễ lớn nhất là chỉ đi qua 3 cổng. Như vậy thời gian trễ đã giảm từ 7 xuống còn 3. Và so tài nguyên của cách thứ hai này so với cách thứ nhất, cách thứ hai thì có 7 cổng so thôi. Nhưng mà cách thứ hai này thì chúng ta phải tăng cường thêm tài nguyên. Và tài nguyên chúng ta dùng tới 12 cổng so. Như vậy so với cách thứ nhất thì chúng ta phải tăng cường thêm 5 cổng so. Rồi, như vậy thì chúng ta từ một cái mạch reducer, chúng ta lập trình dựa vào phương trình. Chúng ta dùng tín hiệu trung gian và chúng ta cải tiến thì chúng ta sẽ thấy được. Và bây giờ qua phần tóm tắt. Rồi thì đây là chương trình, là sơ đồ khái niệm của cái chương trình dựa vào phương trình chưa có cải tiến gì hết. Thì tài nguyên sử dụng là 27-28 cổng sò, thời gian trễ là qua 7 cổng. Với mạch dùng tín hiệu trung gian thì tài nguyên sử dụng là 7 cổng so và thời gian trễ là 7 cổng. Và cuối cùng chúng ta đã cải tiến mạnh thì tài nguyên sử dụng là 12 cổng so và thời gian trễ là 3 cổng. Như vậy cái mạch này là tối ưu nhất trong các mạch. Và dĩ nhiên giảm thời gian delay thì chúng ta phải tăng tài nguyên.
So với cái mạch reducer thì chúng ta khi chúng ta chuyển từ kiểu nối tiếp sang kiểu song song, may mắn cho chúng ta là tài nguyên giữ nguyên, thời gian trễ giảm từ 7 còn 3. Nhưng những cái mạch này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thêm tài nguyên mới thời gian trễ mới giảm về 3. Rồi, như vậy thì phần 7.4.2 đến đây là xong. Sau khi trình bày xong thì các bạn xem và có gì thắc mắc thì chúng ta trao đổi. Xin tạm biệt các bạn.